Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Tý, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc Kim Quỹ giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc Bảo Khoang giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc Ngọc Đường giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Tư Mệnh giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, thuộc Thanh Long giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Minh Đường giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tăng đầu mộc, ngày nhâm tý tức can chi tương đồng, thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, tang đồ mộc, kỷ tuổi, bính ngọ, canh ngọ, ngày thổ hành mộc, khắc với hành thổ. Đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày tý lục hợp với Sửu tam hợp với thìn và thân, thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá Dậu và tuyệt tợ vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Mã đức tinh, tốt mọi việc, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao quan nhật, tốt mọi việc, sao thiên thủy tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao sáu trừ sao kim thần thất sát sao sáu trong ngày gồm có sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao nguyệt yếm đại họa sáu đối với xuất hành giá thú sao nguyệt kín chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sao thiên địa chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sau phụ đầu giáp kỵ về khởi công động thổ sau âm thác kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng sau dương thác kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính tây và sau đây mời các bạn đón xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ không nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với ba tuổi tí, sự chủ quan lơ là trong công việc có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những sai sót khiến cho mọi công sức của bạn bị đổ sông đổ bể chỉ trong phút chốc nhé. Và ngày này với ba tuổi tí, tốt nhất là bạn nên suy nghĩ hết sức thấu đáo trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhất là những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Đừng có dễ dàng tin theo lời người khác kéo lại tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này làm cho bạn cần phải chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Sức đề kháng bị giảm sút có thể khiến cho bạn dễ mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp như là viêm phế quản, viêm họng, viêm phổi hoặc là các bệnh liên quan tới xương cốt, đau xương, đau cơ nữa về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim cẩn trọng trong từng quyết định của mình tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy sức đề kháng giảm sút bệnh tật có thể tìm đến bất cứ lúc nào tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa thái độ chủ quan lơ là là nguyên nhân dẫn đến sự sai sót tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tình cảm gia đình khá hài hòa và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 23 số 76 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu xanh nước biển màu đen quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân tuổi xỉu từ vi tuổi Sửu, thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có lục hợp trợ mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay có được sự hài hòa, giúp cho công việc của bạn tuổi Sửu trở nên thuận lợi hơn và bạn tuổi Sửu có được cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn sẽ mang lại những thành quả rất đáng mong đợi trong tương lai cho bạn nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự tự tin để khẳng định năng lực của bản thân mình. Với bạn tuổi Sửu sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và bạn hãy tận dụng tốt cơ hội này để nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà bạn đã đề ra từ trước đó bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày cô ngũ hành thổ khắc với thủy, làm cho bạn cũng đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được mấy tốt đẹp. Chuyện tình cảm giữa bạn với người ấy xuất hiện những vết rạ dạ nứt khó có thể xóa mờ, đôi bên vì cái tôi quá lớn mà không chịu lắng nghe đối phương, mâu thuận vì thế mà ngày càng căng thẳng hơn. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, năng lực được khẳng định cấp trên đánh giá cao từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt trước khi bệnh tật tìm đến từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn xung đột liên minh từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ căng thẳng áp lực ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề về sức khỏe từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 55, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay trở nên sáng tỏa hơn bao giờ hết với bạn tuổi dần sự nhạy biến cùng với vận may sẵn có bạn có được cơ hội trúng số trúng thưởng trong ngày hôm nay khi tham gia các trò chơi may rủi nữa giúp cho bạn gia tăng về tiền bạc trong ngày nhé Ngày này, mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng dần trở nên hài hòa hơn khi trong ngày với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có ngũ hành, thủy sinh cho mộc vượng. Đôi bên đã biết chia sẻ và lắng nghe để có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, tình cảm nhờ thế mà ngày càng được vun đắp bền vững hơn và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm Tân Sửu với bà tuổi dần đang có được sự tác động của những sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Thiên Quý, sao Thiên Tài, sao Mạn Đức Tinh, sao Kính Tâm, sao Quan Nhật, sao Thiên Thủy. Vì vậy, bạn có thể thực hiện nhiều công việc quan trọng trong ngày hôm nay như thế là khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất tu bộ về màu mã, chỗ cửa, khai trương, xuất hành hay là các vụ việc làm thủy lợi. Vì vậy với bạn tuổi dần nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất nhé. Và nếu như ngày này với bạn tuổi dần có công việc xuất hành đi xa thì bạn cũng đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm sự may mắn cho mình về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy đừng bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có đến với mình từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa chia sẻ và lắng nghe là chìa khóa để nắm giữ hạnh phúc từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đừng quên chăm lo đến sức khỏe của bản thân từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không phải lo lắng về vấn đề về tiền bạc từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim tình cảm gia đình được in ấm hòa thuận Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 70, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu điều này làm cho tinh thần của bạn trong ngày hôm nay chịu không ít áp lực công việc không được máy xuân xỉa thuận lợi khiến cho bạn tuổi mão khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân dễ vì nóng nảy mà hành xử một cách lọ mã nữa May mắn là vận trình tài lộc của bạn tuổi mạo trong ngày thứ năm này lại có phần vượng sắc hơn so với thời gian trước đây, đó là nhờ có sự xuất hiện của chính tài chiếu mệnh. Với bạn tuổi mạo không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, do bạn đang có được nguồn thu nhập chính, lận thu nhập phụ, được ổn định và có chiều hướng gia tăng. Đối với những bạn kinh doanh, buôn bán thì có một ngày tất bật về đơn hàng ngược xuôi, chính vì vậy mà với bạn đang có được nguồn thu tài lộc đổ về ảo ảo nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này, các chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân, đang có dấu hiệu, tiến triển theo chiều hướng tích cực khi bạn đang gặp được ngày có thủy mộc tương sinh. Với bạn tuổi mão cũng đừng từ chối những lời hẹn hòa gặp mặt trong ngày hôm nay, bởi đây rất có thể là cơ hội để cho bạn tìm thấy được một nửa đích thực của đời mình nữa đó nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy đừng lơ là bất cứ dấu hiệu nào trên cơ thể tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tinh thần áp lực căng thẳng tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ đừng để chuột sự nóng giận làm mất lòng người khác tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gia đạo in ấm trên dưới hòa thuận khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tài lộc ổn định và có dấu hiệu tăng tiến trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang có được báo hiệu công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp không ít thuận lợi khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa góp phần không hề nhỏ cho sự thành công của bạn nhất là đối với những mối hợp tác làm ăn đáng tin cậy nhé lại thêm trong ngày thứ năm này với Ba tuổi thìn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên tài năng nổi bật của bạn quả khiến cho đồng nghiệp cấp trên và đối tác phải nệ phục nhiều phần với Ba tuổi thìn trí tuệ tinh thông cùng với sự nhạy biến của bạn chính là chìa khóa giúp cho bạn có được những thành tựu xuất sắc trong ngày hôm nay chỉ tiếc rằng trong vận trình ngày thứ năm này với Ba tuổi thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành thủy thổ bất dung làm cho bạn cũng đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được suôn sẻ trong khoảng thời gian này. Những bất đồng, mâu thuẫn cứ liên tục gia tăng trong khi đôi bên chẳng ai chịu nhún nhường ai và cứ thế khiến cho bầu không khí ngày một căng thẳng hơn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không được chủ quan lơ là trong bất cứ trường hợp nào tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tình cảm lứa đôi có nhiều mâu thuẫn khó hàn gắn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc quan hệ xã giao có được sự hài hòa tốt đẹp tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim trí tuệ minh mẫn nhạy biến trong cách xử lý vấn đề tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy thời tiết có thể là nguyên nhân dẫn đến bạn mệt mỏi hơn về đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 29 số 79 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu cà phê màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Tý tuổi Thân từ vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ phải chịu những tổn thất không hề nhỏ trong ngày hôm nay. Với bạn đang bị kẹt tiểu nhân nhằm lúc bạn đang yếu thế mà dáng những đoàn hiểm độc khiến cho bạn gặp không ít những khó khăn trở ngại trong ngày hôm nay. Và đây chính là lúc mà với bà tuổi Tị cần phải chứng minh được bản lĩnh vững vàng cũng như là năng lực của mình mới có thể giải quyết được những rắc rối mà bạn đang gặp phải trong ngày hôm nay. Bạn hãy tự tin với chính bản thân mình, đừng có e ngại bất cứ thế lực nào bạn tuổi Tị nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành thủy khắc với họ cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của quá khứ mà mở lòng đón nhận những tình cảm mà đối phương dành cho mình trái tim vẫn lấp đầy tổn thương của bạn vẫn luôn e sợ mà không dám tiến tới và đã đến lúc với bạn thủ tỵ nên gạt bỏ những đau thương và để cho bản thân mình có được cơ hội tìm được hạnh phúc xứng đáng với mình nhé vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa kẻ tiểu nhân luôn rình rập tìm cách để hãm hại bạn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân chưa vượt qua được cái bóng của quá khứ để đón nhận tình yêu tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc sự tự tin sẽ giúp cho bạn vượt qua được trông gai thử thách tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim chứng minh được năng lực của bản thân để có được sự công nhận của mọi người, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm giữa cha mẹ và con cái không được mấy tốt đẹp. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình dung tí ngọa mạo dậu làm cho bạn đang có điểm báo vận trình của bạn trong ngày hôm nay bị ảnh hưởng không hề nhỏ công việc chẳng những không được suôn sẻ như ý muốn với những ý kiến bất đồng trong tập thể khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng nề hơn rất nhiều nữa May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày của chính con chiếu mệnh soi đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bà tuổi ngọ sớm tìm ra được hướng để khắc phục những vấn đề mà bạn đang gặp phải, tìm ra được tiếng nói chung giữa đôi bên. Với năng lực phán đoán của bạn và tinh thần trách nhiệm cao, bạn nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên, tạo dựng cơ hội cho những bước phát triển vững chắc hơn trong tương lai của mình nữa. Và ngày thứ năm này với bạn tử ngọ lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này làm cho sức khỏe của bạn đang có chiều hướng bị giảm sút. Với bạn, có lẽ vì bận rộn với công việc mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể để rồi bệnh tật tìm đến lúc nào chẳng hay nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, năng lực giải quyết công việc được công nhận. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa bất đồng quan điểm trong tập thể gây ra trở ngại trong công việc từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ bầu không khí làm việc trở nên nặng nề hơn trước từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc mối quan hệ về tình cảm không được mấy tốt đẹp và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 37, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi, thứ năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tí mùi tương hại làm cho bạn đang có điểm báo với bạn tuổi mùi cần phải cẩn trọng hơn trong từng hành động quyết định của mình tại thời điểm này kẻ tiểu nhân trong bóng tối vẫn luôn chờ đợi cơ hội để nhằm hãm hạ hại bạn đó bạn tuổi mùi nhé xem tử vi cũng cho thấy trong ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh và đây là lời khẳng định chắc nịch cho năng lực của bạn. Không có ai có thể phủ nhận được những gì mà bạn đóng góp cho cả tập thể. Vì vậy với bạn tuổi mùi, hãy tự tin vào khả năng của mình. Bạn hoàn toàn có thể đảm đương được những trách nhiệm lớn lao hơn nữa nhé. Ngày này, với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn với người thân trong nhà lại không được mấy hòa thuận, in ấm cho lắm với những tranh cãi không hồi kết khiến cho bầu không khí gia đình trở nên nặng nề hơn và đôi bên lúc này cần phải có những cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau thì mới có thể tìm ra được tiếng nói chung hóa giải được những mâu thuẫn đang còn tồn tại nhé Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, năng lực là điều không ai có thể phủ nhận ở bạn. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, sức khỏe là vốn quý, bạn đừng có lơ là. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, cẩn thận đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình có nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, tự tin hơn vào bản năng lực của bản thân mình. Phải đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 63, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này sẽ làm cho quân đường công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay trở nên bằng phẳng hơn nhiều so với thời gian trước đây với bạn tự thân sớm giành được những thành quả bước đầu sau những tháng ngày vất vả vừa qua Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh và đây là lời nhắc nhở bạn chớ nên để cho bản thân mình vướng vào những chuyện thị phi trốn công sở. Với bạn sẽ phải chịu không ít tổn thất cả về uy tín lẫn danh tiếng của mình nữa và tốt nhất là bạn tuổi thân nên tập trung toàn tâm toàn lực vào công việc của mình, đừng có để tâm tới những chuyện xung quanh chuyện ngoài lề nhé ngày này bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân khá vượng vận về đào hoa trong thời gian này với bạn có thể sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình nhờ sự giới thiệu của bạn bè hoặc là người thân vì vậy bạn cũng cần phải mở rộng lòng mình hơn để đón nhận những tình cảm mà đối phương dành cho mình bạn tuổi thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy kẻ xấu bụng luôn muốn hãm hại bạn ở bất cứ tình huống nào tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa sức khỏe bị ảnh hưởng không ít cần phải lưu tâm hơn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cẩn thận kẻo lại vướng phải họa thị phi tai tiếng khó lường tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tình cảm đôi lứa nồng nàn thắm thít tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nhân duyên với những bạn đang còn độc thân khá vượng về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 59, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu, thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo Dậu. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay cần phải hết sức thận trọng bởi bạn đang có kẻ xó bụng đang tìm cách để phá hoại những thành quả mà bạn đã vất vả gây dựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Chỉ cần một phút lơ là, mọi cố gắng của bạn có thể sẽ đổ xuống sông xuống bể hết đó nhé chưa kể là trong vận tình ngày thứ năm này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có kíp tài giáng mệnh, cái điều này còn làm cho bạn gặp không ít những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc nữa. nếu như bạn không tỉnh táo, có thể sẽ vướng vào cái bẫy đã được răng sẵn để rồi tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay. May mắn là trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu ở bên cạnh bạn luôn có được một người đồng hành đáng tin cậy và người ấy sẽ cho bạn có được những lời khuyên đáng giá giúp cho bạn có được cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn. Cả hai sẽ cùng nhau chia sẻ và vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất có thể nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy cần phải cẩn thận với những cái bẫy về tiền bạc đã được gian sẵn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa cần giữ chặt túi tiền của mình đừng có dễ dàng tin lời ai đó tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ kẻ tiểu nhân ngáng đường hủy hoại mọi thành quả mà bạn đã gây dựng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tình cảm tín trị được êm đẹp tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim cùng nhau vượt qua được mọi khó khăn tình cảm lứa đôi thêm phần vững chắc về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 17 số 65 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu xám quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn tử vi tuổi tuất thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn thì tốt. chua chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho năng lực vốn quốc của, của bạn. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc hiện tại của mình nữa. Với bạn dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh và bạn sẽ sớm đạt được những mục tiêu của bản thân trong khoảng thời gian tới mà thôi ít rằng về phương diện tình cảm của bà tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, với sự thiếu quan tâm của mình dành cho nửa kia, khoảng cách tình cảm giữa đôi bên càng ngày càng trở nên xa cách hơn. Và ngày này với bà tuổi Tuất, nếu như có ý định xuất hành đi xa, thì bạn nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng chính Nam và Tài Thần hướng chính tay. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn được thuận lợi, suôn sẻ hơn. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, luôn nỗ lực cố gắng, thành công sẽ đến với bạn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, truyền tình cảm không được như ý. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, công việc gặp nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, năng lực của bạn được khẳng định. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. từ với tuổi hợi thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có quý nhân tam hội trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi nhận không ít những tin vui trong vận trình của mình ngày hôm nay. Ngày này, công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi với bạn tuổi hợi có được cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng và có triển vọng cao. Đây là bước đệm giúp cho bạn đạt được những mục tiêu đã đặt ra nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cái điều này còn cho bạn có được cơ hội kiếm tiền đang xuất hiện ngay trước mắt. Với bạn tuổi hợi hãy nhanh tay để nắm bắt lấy. Với những người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán thì trong ngày hôm nay có thể lựa chọn các dự án phù hợp để đầu tư về tiền bạc, hứa hẹn sẽ thu về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ trong tương lai của mình. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm Tân Sửu với bà tuổi Hợi đang có được tác động của nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Thiên Quý, sao Thiên Tài, sao Mạn Đức Tinh, sao Kính Tâm, sao Quan Nhật, sao Thiên Thủy vì vậy, trong ngày hôm nay, bạn có thể thực hiện nhiều công việc quan trọng như thế là khai trương, xuất hành, trổ cửa, xây cất về nhà cửa hay là đào ao, đào giếng, khai mương rạch. Vì vậy, bạn có thể lên kế hoạch để thực hiện sao cho đạt được hiệu quả cao nhất nhé. Và xuất hành đi xa, với bạn tuổi hợi cũng đừng quên nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính tay. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, đừng bỏ qua những cơ hội hợp tác làm ăn có triển vọng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều, cần phải quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, quý nhân trợ vận, con đường sự nghiệp của bạn được hanh thông, thuận lợi, từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có được cơ hội phát tài đến gần, bạn đừng có bộ lỡ, từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy bạn nên sắp xếp thời gian để thực hiện những công việc quan trọng trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 57, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn lại.